Sau năm 1987, các lãnh đạo của Trung Quốc đã mất đi một cơ hội lịch sử mà Đức Ban Thiền Lạt Ma đã cố gắng khuyến khích họ nắm lấy, để thực sự đối thoại với người Tây Tạng về những mối quan tâm của họ đằng sau các cuộc biểu tình. Nhưng thực sự sau năm 2008, họ chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn mới, mà trong đó họ quay lại thực thi nền an ninh kiểu quân sự trên đường phố ở những khu vực trọng yếu, cho quân đứng đầy đường để kiểm soát Tây Tạng một cách quyết liệt và mang tính phân biệt đối xử. Nhưng họ cũng bắt đầu có những thay đổi kiểu mới. Họ thanh lọc những tu viện, và lần đầu tiên họ đưa cán bộ Trung Quốc ở vĩnh viễn bên trong tu viện. Những cán bộ đó phải nắm hồ sơ về tất cả các tu viện. Đó là tình hình hiện nay, và các tu viện bị buộc phải treo quốc kỳ Trung Quốc và ảnh của Mao Trạch Đông, những phương pháp rất cũ trong việc đối phó với bất đồng chính kiến ở Trung Quốc.